Hello mọi người, thì mình là bé Quỳnh FF đây. Hôm nay thì mình sẽ tạo cho mọi người một cái event chơi nha. Câu hỏi đặt ra là có bao nhiêu nhân vật được xuất hiện trong bộ phim này? Bạn nào mà trả lời đúng sẽ nhận được 5.000 kim cương. Yêu cầu của luật chơi đó là phải đăng ký kênh nha mọi người. Nhìn bề ngoài mọi người sẽ nghĩ tôi là một người may mắn, đầy đủ với mọi thứ từ vật chất lẫn tinh thần. Nhưng mọi người đâu biết, từ khi tôi còn nhỏ, ba mẹ tôi phải đi làm công tác xa nhà và rất ít được gặp. Chính vì vậy, người ở bên cạnh tôi mỗi khi vui buồn đó là bà chị gái của tôi. Có thể nói ông trời đã ban cho ba mẹ tôi hai cô công chúa trong một thời điểm một ngày sinh. Đúng vậy, tôi có một người chị gái sinh đôi. Mặc dù khuôn mặt và dáng người hơi giống nhưng tính cách thì vô cùng khác. Má cái thằng này, bắn chết mình xong còn khịa nữa kìa, đừng để chị mày nóng nha. Trái với tôi, một con người vui vẻ hòa đồng và đôi lúc hơi trẻ con một chút, thì chị gái tôi là một người ít nói, trầm tính, có thể nói là một lạnh lùng gơ. Chẳng hiểu sao giờ này bà vẫn chưa vào game ta. Thôi kệ đi, để mình xử lý thanh niên khịa mình trước đã. Mày tới xử với bà rồi con. Này thị khịa này. Ai kết bạn với mình đây ta? À, là cái thằng vừa nãy giết xong khịa mình đây sao? Thử chấp nhận xem như thế nào nhỉ? Ui, mới luôn này, có khi nào cưới mình để chửi không ta? Hello bé yêu của anh nha. Cái gì cơ? Bé yêu là sao? Nhận nhầm người rồi bạn ơi. Nhận nhầm sao được, em là bé yêu của anh mà. Có khi nào thanh niên này chơi game quá 180 phút nên nào game rồi không ta? Anh đùa xíu mà em nghĩ xấu về anh quá à, buồn thiệt chứ. Thế mời tôi vô có chuyện gì vậy? Thì em có nghiêu chưa nhỉ? Nhìn vậy chắc chưa có đâu ha. Thế em làm nghiêu anh nhá. Vai, tự hỏi tự đáp luôn hả? Thế thì hỏi làm cái gì? Với cả nói chuyện với nhau chưa được 1 phút đã tỏ tình rồi. Ảo thật đấy. Nhưng mà anh thích em, thế bây giờ em đồng ý hay không? Nói một câu. Đương nhiên là không rồi. Nhà anh giàu lắm, em yêu anh thì tài sản của anh sẽ là của em. Thôi, nghĩ tôi cần mấy thứ đó sao? Vậy thì em cần cái gì? Trước giờ anh có yêu ai đâu. Gái theo đuổi anh thì cả đống mà anh không thèm luôn ấy. Anh thèm mỗi em thôi. Anh nói thật đó, em mà không yêu anh thì sau này đừng có hối hận nha. Nếu vậy thì nhường cho mấy người khác đi. Còn tôi không thèm, ok chưa? Bye bye, hẹn không gặp lại. Ơ kìa, em đừng như thế mà. Mấy đứa con trai suốt ngày đi khoe khoang với cả dẻo mồm như thế này mọi người đừng có tin nha. Yêu mấy người như thế, thể nào có ngày nó cũng cắm cho mấy cái sừng. À mà chị gái mình chưa on ta, chán ghê. Thôi thì đi gấp ngẫu nhiên một trận trong lúc chờ đợi chị mình vậy. Ủa cái gì kia, sao lại là hắn ta? Kiểu này hơi đen rồi nha. Anh yêu ơi, này anh chơi huấn luyện rồi ở trong đó mấy ai vậy? Làm em đợi mãi. À thì anh bận chút việc thôi, mà giờ anh chơi game với em rồi còn gì. Dạ, yêu anh lắm luôn nè. Ôi, thật không thể tin nổi. Thì ra là có người yêu rồi mà vẫn đi tán gái. Sao lại là em, sao em lại ở đây? Ai mà biết được, đi gấp vô tình gặp thôi chứ có gì đâu. Chuyện là sao hả anh, con kia là con nào? Anh tình ngắm sừng em hả? Không, không có gì em nghĩ đâu, em đừng suy nghĩ linh tinh. Thế chuyện này là sao hả? Anh khai mau. Lại chuẩn bị có phim hay xem rồi. Anh có nói không hả? Sao lại im re rồi? Nói mau. À thì chuyện là nãy con kia nó cứ gà anh đó em. Anh bảo anh có nhiều rồi mà nó vẫn cứ bám theo hoài. Cái gì cơ? Nè, anh nói cho cẩn thận. Tôi gà anh hồi nào hả? Rõ ràng là anh gà tôi mà. Có thật vậy không anh? Anh là người yêu em mà. Chả nhẽ em lại tin con kia sao? Cũng đúng nhỉ. Con kia sao mày gạ người yêu tao? Thế bây giờ mày thích thế nào? Tôi có làm cái gì đâu. Chưa biết rõ đầu đuôi câu chuyện. Đừng có đi nói người khác một cách vô lý như vậy. Là mà không chịu nhận, đúng là con trà xanh mặt dày mà. Nếu mà bố mẹ mày không dạy được mày thì để tao dạy, nghe chưa? Nè cô kia, cô ăn nói cho cẩn thận. Ủa, sao tao phải ăn nói cẩn thận với loại nhà mày? Cho tao một cái lý do đi. Nhưng mà tôi không có gặp người yêu của cô. Này nó nói, yêu em đi, em sẽ cho anh tất cả mọi thứ mà anh thích, vậy à em? Thật vậy luôn hả? Má, cái con này. Anh cứ yên tâm, thích cái gì thì bảo em nghe chưa? Ôi, thích vậy? Dạ, anh biết rồi nè. Con trai gì mà hèn vậy? Đi đổ thừa cho một đứa con gái không thấy nhục hả? Tao không làm, tao không sợ, ok. Còn loại mày không đủ đẳng cấp đi yêu tao. Chắc thèm. Nghe kìa, nó kêu anh không ai thèm yêu, tức ghê á. Anh cứ yên tâm, có em ở đây rồi mà. Nè con kia, thèm hay không thèm không đến lượt mày. Mày thấy chưa, động hoài thì động, động vào vợ chồng tao là mày sai rồi. Chịu luôn đấy, hay, đang yên đang lành tính đổ tội oan, nghĩ mà chán. Em ơi, anh yêu em nhất trên đời luôn. Dạ, em cũng vậy. Ủa mà khoan cái gì đây? Anh chơi cờ bạc ở đâu sao nợ tiền người ta vậy hả? Người ta nhắn tin đòi nợ này, giải thích đi. Ủa cái gì cơ, anh có biết cái gì đâu, em có nhầm lẫn gì không vậy? Rõ ràng như vậy mà bảo nhầm lẫn hả? Tôi chịu anh hết nổi rồi đấy. Ok em, sao em lại vậy? Anh xin lỗi em mà, lần sau sẽ không như vậy nữa. Đủ rồi đấy, tôi không dành để trả nợ cho anh, ok? Chúng mình chia tay đi. Ủa, tình nhà giàu lắm cơ mà, sao lại đi nợ tiền là sao? Cô em đi, không phải chuyện của cô thì đừng có chen mồm vào. Em ơi, chỉ có em mới giúp được anh thôi. Tôi đâu có ngu để đi trả nợ cho anh bị ảo à? Em ơi, đừng mà. Thật là đáng đời mà. Em ơi đừng bỏ anh mà, anh xin em đó, cả đời này anh chỉ yêu mỗi mình em thôi. Nói chuyện với nhau thì tránh xa tôi ra, mắc gì cứ đứng trước mặt tôi vậy? Tao thích thế đây. Chị mình hẹn đội nè, thôi hai người chơi đi nha, tôi out đây. Tại mày nó bận tao mới thành ra như vậy đó, mày thấy vừa lòng mày chưa hả? Chắc là vừa lòng rồi đấy. Em ơi. Im cái mồm mày lại, tao không muốn nghe mày giải thích.
Khánh Linh, đây là cái tên chị gái sinh đôi của tôi. Quỳnh, học bài chưa mà vô game? Nãy chị ra bài tập làm chưa đó? Biết ngay, ganh mình để bắt mình học đấy mà. Làm nhảm cái gì thế? Trả lời chị mau lên. À thì mấy bài đó không là gì đối với em, dễ nhiên mà nghĩ mà. Tí em ra làm 15 phút là xong. Thôi bà nội ơi, chị nhớ hôm qua chị ra cho mày hai bài tập cơ bản nhất mà mày không làm được, hỏi tới hỏi lui. Giờ có đi học ngay không hay muốn chị mách ba mẹ đây? Thôi mà, xíu nữa em học, giờ chơi game xíu nha chị. Mày chơi từ nãy đến giờ chưa chán hả? Ai bảo chị thế, em chơi được có xíu, chị hẹn đổi cái em ra liền mà. Thế mày định bao giờ học? Tí nữa nha chị, uy tín luôn. Giờ đi ghép xem có trai không nhá. Cái gì? Mày mê trai thế hả Quỳnh? Ơ? Từ khi nào mà mày lại có cái tật mê trai thế hả Quỳnh? Không được nghe không? Ủa, thế chị không mê trai hả? Ai bảo không mê? Mày thấy có đứa con gái nào là không mê trai không? Thế mày đặt quát em mới chịu cơ. Quát mày lấy lệ thôi, chứ chị mày còn mê hơn mày nữa đó. À, em biết rồi nha. Thế giờ sao, đi kiểm tra nhá. Ok luôn em ơi, vô tử chiến chơi nhá. Mà khoan đã, chị không thể kiểm tra chung với mày được. Ủa, tại sao cơ chứ? Mày nhìn chị với mày xem, giống nhau như hai giọt nước. Nhớ đâu nhận nhầm mày là chị là mày thì sao? Ờ ha, chị nói cũng đúng. Đó, nhớ anh nào thích chị rồi nhận nhầm mày là chị thì dở đấy. Thôi thôi, vô cái đã. Không hiểu sao mình nhận xét bà chị mình ít nói, lại lùng gơn nữa. Mà em đúng rồi chị ơi. À, chúng mày dám bắn em tao, thằng kia mày láo. Chị ơi cẩn thận kìa, có hai thằng đứng hai phía luôn đấy. Mày cứ yên tâm, chị mày cân tất. Nào hai thằng kia qua đây, tao cân hai luôn, chúng mày tuổi gì? Ơ, kìa, sao toang luôn rồi, cay thế nhở? Ngày to quá chị tôi ơi. Lỗi kỹ thuật một tí thôi, mày đợi đấy, ván sao chúng mày biết tay đi tao. Ghê vậy sao, đúng là chị gái mình có khác. Thôi, chị em mình đi đâu cũng có nhau, chết cũng cùng nhau luôn, vui lắm rồi. Chết mà còn vui nữa hả bà nội, nhiều lúc khó hiểu ghê. Chị em mình giống nhau như hai giọt nước luôn. Ngáo hả ba, sinh đôi lại chẳng giống nhau. Nè, có khi nào lớn lên em với chị chung nhau một đám cưới không? Thế sao mày không ước là lấy cùng chồng luôn đi? Ờ ha, thế cũng vui mà nhỉ, hợp lý phết đấy chứ. Thôi con lệ mẹ, chị mày đùa tí mà cũng tưởng thật à, đúng là trẻ con có khác. Em lớn rồi mà chị đừng nói em là trẻ con nữa. Rồi, lớn rồi được chưa, chị mày khổ quá cơ. Tỷ số 3 đều rồi kìa, cố lên nào, đừng để thua nha Quỳnh. Sai, chuyện nhỏ, chị cứ tin vào em đi. Rồi ok, để xem. Tí mà chết đừng có gây chuyện mày cứu đấy nha. Rồi rồi. Ơ, hình như trước mặt em có địch hay sao ấy nhở? Ui, hai thằng địch luôn nè. Nhìn em mà gục hai thằng địch này chị Linh. Từ từ thôi, có cần chị qua phụ không? Không cần đâu chị ơi, em bắn nóc hai rồi. Bắn nhầm người rồi hai bạn ơi. Gái cũng khét đấy nhở? Bởi vì em là em gái của chị mà. Quỳnh ơi, con nhỏ ngày trước kìa chị em mình, nó xin vô. Ồ, nay là được chị xinh gái đáng yêu xin vô luôn cơ. Cái gì con kêu? Mày nói cái gì đây? Thì em khen chị xinh gái và đáng yêu đó. Ý mày là sao hả? Có phải mày đang nói để tao xấu đúng không con kia? Mày chán sống rồi à? Ờ kìa, em đâu có ý đó. Đấy là chị tự nhận đó nha. Chứ em khen chị thiệt mà đúng không chị Linh? À ừ, đúng rồi. Chị xinh gái đáng yêu thật mà. Đẹp từ cái nét đến cái mặt luôn cơ. Tao biết tao xinh gái đáng yêu rồi. Chính vì thế tao mới có người yêu đó. Cái gì cơ? Có người yêu rồi sao? Ui, bất ngờ thật đấy. Em đang muốn biết người yêu của đứa này là ai đấy chị Linh ạ? À? Ảo thật đấy. Sợ hãi các thứ. Hai chị em sinh đôi thì chúng mày chắc chưa có người yêu đâu nhở? Đã sinh đôi rồi lại còn xấu giống nhau nữa. Kia mẹ nói cho cẩn thận, tao nhịn mày lâu lắm rồi đấy. Chả phải nhịn thì mày làm gì được tao hả? Chị Linh cố lên, vào mặt nó đi chị. Ai, đứa nào dám vả vào mặt người yêu tao cơ? Đùa, khoan đã gái. Gái xinh kìa. Anh ơi, hai chị em nhà nó bắt nạt em kìa. À thế hả? Hai em ơi, hai em có người yêu chưa? Cho anh nắm quen với có được không? Xin với anh, em bảo em vô xa chúng nó mà. Đúng là con trai ai cũng giống ai, đều mê gái như nhau. Anh nói lộn ai em, đừng hiểu nhầm. Chứ anh yêu em bé của anh nhất. Tí nữa anh sẽ mua bù 10 cốc trà sữa full topping cho bé nha. Dạ, tha lỗi cho anh đó. Rồi giờ anh rửa hai đứa kia đi. Hai em gái này xinh thật đó. Ơ, anh nói cái gì thế? Tao lại khen hai chúng nó xinh. À này, hai đứa kia, lấy chúng mày làm gì người yêu tao hả? Nói mau. Muốn biết thì anh hỏi người yêu anh nghĩ. Tự dưng xin vô gây chuyện rồi lại đổ thừa. Ôi, giọng ngọt thế nhờ. Em nào nói đấy? Huy, anh nói cái gì thế? Anh có còn xem em là người yêu anh không vậy? Ai, anh cứ bị lơ mồm á. Thôi thương, giờ anh đi ra ngoài mua trà sữa cho em luôn nha. Tôi hỏi nãy anh nói cái gì? Anh nói lại cho tôi nghe xem nào. 20 cốc trà sữa, 10 gà rán, 5 bịch bánh tráng, 10... Dạ, giờ mình ra thôi. Ở đây chẳng có gì vui. Anh nhớ mua cho bé nhá. Dạ, anh biết rồi nè. Yêu em bé nhất luôn á. Hai đứa kia, ba mẹ ta đã có một buổi tiệc. Mà khi đến cần có một bạn trai mặc vest đi cùng. Thực sự tao không muốn mời đâu. Nhưng gia đình mày cũng danh giá trong cái xã hội này. Nhớ đến đó. Và đặc biệt là phải đi cùng bạn trai, biết chưa hả? Mà bọn tôi làm gì có ai đâu. Nghe nói buổi tiệc là rất quan trọng. Công ty nhà tao sẽ ký hợp đồng với công ty nhà mày. Đừng để ba mẹ mày mất mặt như hai con ế. Đi thôi anh yêu ơi. Má, nó vừa bảo mình là cái gì đó Quỳnh. Nó bảo mình là hai con ế. Má,
láo thật đấy, chị em mình đâu có ấy, chỉ là độc thân thôi mà. Giờ buổi tiệc đó tính sao hả chị? Thì đến chứ sao, có ba mẹ chắc chắn chị em mình phải đi. Chị không nghe nói hả, tiệc đó phải có bạn trai đi cùng mới được vô. Ừ ha, hay chị mày giả trai khoác tay mày đi vô. Không được đâu chị, nó nhận ra ngay, con đó nó danh ma lắm. Thế giờ phải làm sao bây giờ hả Quỳnh? Thôi thì cứ vô trận đã rồi tính tiếp. Tại chơi tử chiến có đứa nhận nhầm em với anh, ảo thật đấy. Nhìn anh với mày giống như thế này mà ai chẳng hiểu nhầm. À khoan, hình như hai cô gái kia cũng... Hello hai anh, sinh đôi hả? Ủa, hai cô cũng sinh đôi hả? Đúng rồi đó. Ui anh ơi, gặp được hai cô sinh đôi giống anh em mình kìa. Cũng thú vị đấy. Không ngờ luôn á, trên đời này lại có chuyện trùng hợp đến vậy. Chị Linh, chị có nghĩ giống em cái mà em đang nghĩ không? À, mày cũng nghĩ giống chị chứ gì, chị cũng nghĩ giống mày đó. Hai chị em mình hợp nhau quá mà. Quả giọng hay nhờ anh hai, coi bộ là tiểu thư danh giá đó. Để anh mà thử xem có phải thấy hư không nhá. Ơ, ai bắn thùng dầu mình đây? Hai chị em nha, anh đứng đây từ nãy. Anh có biết tôi là ai không hả? Bắn thùng dầu thế khiến người ta giật mình đó, không biết vô duyên là gì hả? Ai đâu, chưa có tí mà gắt hai cô gái. Tiểu thư danh giá tính khí như vậy sao? Quỳnh, bình tĩnh thôi, không được bộc lộ tính cách thật. Phải dịu dàng nghe không? Nhưng mà anh ta bắn thùng dầu em, làm em giật mình em tức đấy. Cô bé thông cảm, anh trai tôi vui tính nên vậy á. Cô đừng bận tâm nha. Ít ra em trai nói chuyện có nghe được một tí. À mà hai anh có người yêu chưa? Ôi giời ơi, Quỳnh à, từ từ coi. Chưa gì đã gặp gỡ người ta rồi. Phải nhanh chứ chị, ngày kia là có tiệc rồi đó. Anh đây, nghĩa gì chưa có, không biết ở đâu có chưa? Đương nhiên là chưa rồi, nhìn tôi thế này là biết chưa có rồi, còn phải hỏi. Ôi, vậy chúng ta hợp nhau quá rồi còn gì. À rồi, hợp ghê, vừa cách nhau như chó với mèo xong. Tại mới gặp nhau nên tôi chưa xíu hồi, mong cô bé bỏ qua nha. Bỏ qua thì được, nhưng mà... Nhưng mà sao, cô muốn tôi làm gì nữa hả? À mà không biết em trai Lộc gì đó đã có người yêu chưa nhỏ? Thằng anh chưa có thì lấy đâu ra thằng em có, đang ế sắp mặt đây này, có ai hốt không? Nếu anh không phiền thì mình có thể... Đó đó, bảo em đếm lại mà chị còn lộ liễu hơn cả em, ối giời ơi luôn. Thì giờ lộ liễu đi được rồi đó, liêm sỉ gì tầm này nữa. Đúng là chị gái của mình có khác, quá là chất luôn. Sao mãi không ra khỏi cái đảo quân sự này vậy? Thì ở đây vẫn còn nhiều đồ mà cô bé, lúc cho hết rồi mới đi. À, có trò vui rồi, này thì nãy vừa bắn thùng dầu tôi này. Sao, bây giờ làm sao, vấn đề hả? Đã báo là nãy chiều thôi mà, có cảm thấy hùng dầu như vậy không? Mắc luôn cái giáp ba của tôi rồi. Tôi cũng chơi thôi mà, ai bảo nãy bản thân của tôi làm gì? Còn đứng khỉ tôi nữa hả? Cứu tôi mau lên. Ok thôi, nhưng mà cứu vì sự đẹp trai của cậu đó. Đúng là cái đồ mê trai. Cái gì? Anh dám? À thì mê trai nhưng mà mê anh hơn. Ê này, bơm máu vào đi, mắc gì đứng cười người ta vậy? Bộ vui lắm hả? Đúng rồi, vui lắm, sao nào, ý kiến gì? Ui, nhìn kìa, ai mà cô ta vậy trời? Đứng đây làm cái gì nữa, bám thì tôi hoài là sao? Tại anh ở đây nên tôi cũng phải ở đây để bảo vệ anh chứ đúng không? Em nói nhỏ này, mẹ anh cần con dâu chưa? Hả? Cô nói cái gì cơ? Sao chạy luôn rồi? Quỳnh, đi bắn nhau nhanh lên, mày tán trai vừa thôi. Chị cũng vậy mà, nãy giờ chị chạy theo với lại gần cậu kia suốt đấy thôi. Thì người yêu chị chả đi theo. Ghê gớm, chia gì đã nhận làm người yêu rồi. Cặp song sinh này mà lấy cặp song sinh này thì phải gọi là đỉnh của chóp. Ơ kìa, sao cô chạy xa tôi thế? Chạy lại gần tôi đi. Ủa, chạy xa không được hả? Bộ chạy xa tôi xíu là anh không chịu được sao? À thì chắc là vậy đó. Anh ơi, hai cô gái này thú vị thật đó, em thấy ok lắm luôn. Ý mày là kết hành chị em nhà này hả, hay sao? Thì nó là thế đó, còn giả vờ như thế mới chịu cơ. Mẹ người ta bỏ mẹ ra còn cứ giả vờ. Ơ cái thằng này, nó nhỏ thôi, ai dạy mày nói chuyện vô duyên ấy hả? À đấy, em quên mất, em xin lỗi được chưa, nhưng mà chúng ta sắp có người yêu rồi đó. Ô dê, thoát ế rồi. Tha cho tao, mày nói nhỏ thôi, chứ tao sẽ đội quần lên đầu rồi đó. Sao, chị kết hai ông vừa nãy không? Không phải là kết, mà chị thích luôn rồi mày ơi. Tém lại bà nội ơi. Mày cũng thích quá còn gì. Giờ mà gạ được hai ông đó là chị em mình có người đi dự tiệc cùng á. Ờ ha, đúng rồi, chị nói chuẩn quá đi. Giờ hai chị em mình cứ kết bạn xem sao nhỉ. Nãy nói chuyện thấy hai ông đó cũng kiểu thích thích chị em mình rồi. Đúng rồi đó, kết bạn đi mày. Em chắc chắn là sẽ chấp nhận kết bạn luôn. Chị cũng mong là vậy. Hai ông mà không chấp nhận là chị em mình quê một cục luôn đó. Ui, hai người họ chưa chấp nhận chị Linh ơi. Thì cũng đã chấp nhận chị đâu. Ca này hơi khó à nha. Má, buồn thế nhở, rõ ràng on mà kết bạn lại không thèm chấp nhận là sao nhở? Hay là do chị em mình ảo tưởng, nhớ đâu người ta không có thích mình. Không thể như thế được. Ủa, là đứa nào mà xin vô hoài này Quỳnh? Chúng ta là những người con gái chung một sở thích. Gì vậy má, nói cái gì vậy? Ê, có bị làm sao không vậy bạn? Đó là thích đàn ông, và tao cũng có một sở thích là gạ kèo solo hai đứa tiểu thư chúng mày. Ủa, nay con này bị ngáo hả ta? Đầu óc có vấn đề hả? Sao tự dưng lại gạ kèo? Tôi có động chạm gì đâu. Tao thích thế đây, có được không? Rờ tao ra tạo phòng, solo 44, chốt chúng mày 70 luôn. Ảo thật đấy. Ma, không hiểu sao luôn, mà giờ kiếm đâu ra hai người nữa rồi hả chị Linh? Chị cũng bỏ tay luôn đấy, giờ hai ông kia còn chơi chấp nhận cái đoạn của chị em mình. Khoan đã, tao hết vé tạo phòng rồi, chúng mày tạo đi. Đừng có nói là nghèo quá không mua nổi cái thẻ tạo phòng nha hai con tiểu thư phèn.
Phải cả trưởng, ăn nói có duyên ghê ha. Vừa mồm tao đùng bảo ra tạo phòng, giờ lại kêu hết thể. Đủ má, muốn vả một cái mặt nó ghê. Đang yên đang lành tự dưng lại kéo solo. Thôi thì để em ra tạo solo cho xong đi, mệt quá. Ủa, nhưng mà có mỗi hai chị em mình, chả nhẽ 2 cân 4 luôn hả? Đơn giản, hai chị em mình cân 4 luôn. Mấy con bot này tuổi gì? Ok luôn, thế thì chơi, chứ chờ đợi gì nữa. Ê, phải solo hai người thật sao? Nãy em gãy chơi thôi mà chị Linh. À đủ, Phước Lộc là anh ta mà. Sao anh ta lại ở đây? Không thể như thế được. Cả Quang Con nữa, sao họ vào đây được nhở? À, hay là mình để bát rơi quả ta. 3 số 1 vô được là phải rồi. Thôi thì đang thiếu người, cho hai anh ta bắn lên cũng được nhỉ. Đúng là duyên phận mà, đá phòng kiểu gì mà vô chúng đây luôn. Có duyên ghê nhở. Nay bày đặt kết bạn không thèm chấp nhận, chảnh hết sức. Cô bảo ai chảnh cơ? Hai anh chảnh chứ ai, gì mà các bạn không thèm chấp nhận. Trong trận thì cứ làm như thân thiết lắm ý. Ủa bọn tôi không biết hả, nãy không để ý danh sách các bạn. Được, hay là thích bọn tôi rồi đúng không, nên làm mới gắt như thế chứ gì. Ai thèm thích. Đúng rồi đấy, đừng có ảo tưởng nữa. Chị đây đường đường là một tiểu thư sang chảnh, nghĩ gì vậy? Tiểu thư sang chảnh, gặp hai anh em to thì hai cô cũng phải gục ngã thôi. Nè, đừng có mà nói như thế. Chị em nhà tôi không có thèm, ok chưa? Mồm nó không thèm, nhưng trong lòng mê to lắm chứ về. Thích thì cứ nói một câu, không cái gì phải ngại nha cô bé. Có thích đâu mà nói. Ủa alo. Tập trung vào mà bắn đi, nói nhiều quá, thua là không xong với tôi đâu. Ờ kìa, cái cô to thì em phải làm nhiều tôi nha. Hả? Anh nói cái gì cơ? À không có gì đâu, tôi nói nhầm á, cô đừng quan tâm. Nhìn cô em cũng đang yêu phết nhờ. Tôi biết, anh đang khen đều tôi mà. Anh cẩn thận cái lời nói của anh nghe chưa? Ờ kìa, tôi nói thật mà, không tin thì thôi. Ừ rồi sao, lắm chuyện thế nhở. Quỳnh ơi, Quỳnh à, bình tĩnh, không được gào gắt. Đừng bỏ lỡ cơ hội nghe chưa. Ý chị là sao hả chị Linh, bây giờ em phải làm thế nào? Thì cứ dần dần tiếp cận, thời gian không còn nhiều đâu. Em Khánh Linh gì đó, có cần anh bảo vệ em không nhở? Chắc là không cần đúng không? Em cần mà, anh bảo vệ em thì tốt quá. Để em chạy sau anh nhá. Tốt lắm, anh để bán pro, em chỉ cần đi theo anh, còn cả thế giới cứ để anh lo. Bắn thì gà, mà đặt cả thế giới cứ để anh lo, bóp phết đi thôi. Ơ anh này, để em xem tàn gái coi, sao anh cứ phá thế nhở? Thôi được rồi, anh tha cho mày đó. Mà nè con kia, bắn cho cẩn thận, không tí lẻ nóc, tôi không cứu đâu. Tôi bắn pro lắm, nóc sao được, mà nếu tôi không mang tiếng nóc cũng không thèm anh cứu đâu. Mang tiếng là một tên hư danh giá, đáng lẽ fan nói nhẹ nhàng, dễ nghe chút chứ. Chẳng thích đây có được không? Bình tĩnh nào Quỳnh, lộ hết bây giờ, sau này mà ế thì đừng có than chị đấy. Cái gì vậy chị? Nãy giờ tụi mình gánh không à, game là dễ, hai anh bắn bồi gồ không, cô bé Quỳnh ép ép. À rồi bà rồi được chưa, mình nhớ từ nãy giờ là mình bắn nhiều nhất luôn á. Anh nhường kêu cho bắn thôi, chứ anh mà bắn thì em không còn kêu để bắn đâu. À thế à, ghê vậy sao? Quỳnh ơi, chị bị mê anh Quang Con này rồi, phải làm sao đây? Thì yêu đi chứ còn sao nữa. Nhưng mà chị em mình là tiểu thư, sao có thể hạ thấp mình để tỏ tình một người khác chứ? Chị nói cũng đúng, thế thì cứ từ từ, đợi anh ta tỏ tình chứ sao nữa. Có khi nào chị không nói xong anh ta yêu luôn con khác không nhở? Làm gì có chuyện đấy, cái gì của chị nhất định sẽ là của chị hiểu không? Hai chị em thì hầm cái gì đó, nói to lên, anh em nhà này nghe cái coi. Đúng rồi đấy, nói to lên xem nào. Có cái gì đâu, thôi tập trung vào bắn đi. Ôi, nghĩa tương lai của mình bắn hay phết nhờ, khét quá. Em chưa kịp bắn đã xong hết luôn rồi, ghê thật đấy. Cái gì cơ, người yêu tương lai, anh nói cái gì vậy? Thôi bắn nốt cho hắn đi, rồi tính tiếp nha cô bé. Có khi nào tí nữa anh ý thật tình mình không ta? Ui, nghĩ thôi đã thích rồi, à, đau tim quá đi. Quỳnh ơi, tim này non vãi, tưởng thế nào, từ giờ chắc không dám gạ kèo hai chị em mình nữa luôn. Em tưởng bắn hay thế nào, ai ngờ. Lần sau ai mà thức gạ kèo thì cứ gọi anh nha, anh sẽ đẹp tụi nó luôn. We'll be right back.
Má, bộ này ăn mai bắn vào đầu anh nè. Thôi, bắn gà thì nó luôn đi. Nhìn Quỳnh ép ép cân nó luôn này. Quỳnh ơi, cố lên, chị tin em sẽ làm được. Ghê vậy sao? Thắng rồi, sợ game là dễ, mấy con bắt tuổi dễ. Đó, bắn được 18 kill luôn, mình thật là đẳng cấp mà. Rồi cũng phải gửi kết bạn lại với mình thôi, thoát làm sao được. Rồi cũng phải là của chị em mình thôi, đỡ thế nào được. Đẳng cấp đến từ vị trí Quỳnh FF và Khánh Linh FF. Em gái chị nói chị có chuẩn. Ui, chồng tương lai của em xin vô này chị Linh ơi. Bố tương lai của con chị cũng xin vô nè. Yêu em. Anh hai bình tĩnh, đừng tỏ tình vội. Nhưng mà anh không chịu được nữa rồi. Không chịu được cũng phải bình tĩnh. Gì mà em nói cái gì vậy? À thì không có gì. Nè, có phải định tỏ tình tôi với Quỳnh không? Ảo tưởng hả? Tỏ tình hai bạn làm gì? Bớt áo đi nha, hai cô tiêu hơi danh giá. Vậy kết bạn rồi xin vô đây làm cái gì? Thấy không, phải đi ra nhá. Thôi, hai anh em mình ra đi. Kìa, đứng lại. Thế giờ chơi nhá, để tôi vô trận. Hai, giờ mà muốn có người yêu thì liên hệ cho ai ta? Ủa, cái gì vậy? Cặp song sinh, yêu cặp song sinh thì có phải độc nhất vô nhị không nhở? Hả? Ý anh là sao? Nói cái gì vậy? Nếu tôi nói, tôi thích em thì sao? Ảo tưởng hả? Ủa, sao lại ảo tưởng? Chẳng phải em cũng với tôi sao? Ảo tưởng như thế này biết bao giờ mới có người yêu? Ảo tưởng ít thôi đại thiếu gia. Ủa, sao em biết? Chị Linh à, chạy thôi. Bye bye nhá. Em đứng lại đó, em không hót vào tay tôi đâu. Đứa nào giả mặt em vậy Linh, gan thật đấy. Quỳnh cẩn thận, không bắn được thì bảo anh. Dịu dàng dữ ha. Máu này em bơm vô đi Linh, còn lại cứ để anh lo. Dễ thương quá à. Quỳnh cẩn thận em. Quan tâm gì mà quan tâm thế. Anh hỏi lại lần cuối, em có yêu anh không? Không. Tại sao, không phải em thích anh hả? Nãy giờ có người gì đó bảo tôi ảo tưởng cơ mà. Gì mà em, không phải tỏ tình đâu. Thì có phải tỏ tình đâu. Thế thôi, ngồi đây làm gì? Mà là cầu hôn. Hả, anh nói sao cơ? Cho anh một cơ hội tìm em nhá. Kìa Quỳnh, còn chờ gì nữa? Thì em có chờ gì đâu. Dạ, em đồng ý. Yêu em. Thì ok mọi người, cảm ơn mọi người đã xem tới đây nhá. Nếu mọi người thấy phim hay, mọi người nhớ giúp Quỳnh xem một lượt like, một lượt đăng ký kênh để Quỳnh có động lực ra video hay hơn nữa nè. Còn bây giờ thì bye bye mọi người, hẹn mọi người vào clip tiếp theo.